Tôi nói với Mikel Arteta vào cuối trận rằng Arsenal thi đấu như ở Champions League, Xavi nói ở buổi họp báo sau trận tại California. Họ thi đấu với cường độ không bình thường với một trận giao hữu. Chúng tôi thì mới đá trận đầu sau khi bị nhiễm virus. Điều đó khiến mọi thứ thực sự khó khăn. Trên sân Sophie, Arsenal kiểm soát bóng 40%, nhưng dứt điểm tới 20 lần với 9 cú trúng đích so với 9 và 4 của Barca. Pháo thủ ghi 5 bàn nhờ công Bukayo Saka, Kai Havertz, Fabio Vieira cùng cú đúp của Leandro Trossard, còn Robert Lewandowski, Rafinha và Ferran Torres lần lượt lập công cho Barca. Arsenal có 22 lần phạm lỗi, gần gấp đôi Barca đội cách đây ít ngày phải hủy trận giao hữu với Juventus do phần lớn cầu thủ nhiễm virus đường tiêu hóa. Mọi người đều muốn cạnh tranh, nhưng đây chỉ là trận giao hữu, Xavi nói thêm. Arsenal thi đấu ở cấp độ khác về cường độ, thể chất, nhưng tôi nhìn thấy những điều tích cực từ Barca. Sau đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha dịu giọng cho rằng Arsenal dẫu sao cũng xứng đáng chiến thắng và hài lòng với màn trình diễn của Barca. Lý do chính là sự khác biệt về tốc độ và cường độ, huấn luyện viên 43 tuổi phân tích. Barca triển khai bóng tốt từ sân nhà và có nhiều thời điểm chiếm ưu thế ở khu vực giữa sân. Nhưng chúng tôi phòng ngự thiếu chắc chắn và việc nhiễm virus không phải là cái cớ. Cuối cùng, ông dành nhiều lời khen cho Arteta, bình luận họ có sự nghiệp huấn luyện tương đồng khi đều nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ cũ vào thời điểm khó khăn. Arteta rất cạnh tranh và tôi rất tôn trọng cậu ấy, Xavi nói. Tôi không biết rõ về Arteta, nhưng sự nghiệp huấn luyện và phong cách của chúng tôi rất giống nhau. Ở buổi họp báo sau đó, khi được hỏi về phát biểu của Xavi, Arteta cho rằng Arsenal thi đấu cạnh tranh vì bầu không khí trước 70.000 người hâm mộ và khát khao chiến thắng. Huấn luyện viên Tây Ban Nha thừa nhận trận đấu nhiều thời điểm trở nên quá nóng so với tính chất giao hữu, nhưng xem đây là màn so tài mãn nhãn. Về các cá nhân, Arteta đánh giá Gabriel Jesus có màn trình diễn tốt nhất trong nhiều tháng, đồng thời ca ngợi Kai Havertz và Leandro Trossard có khả năng ghi bàn, thi đấu đa dạng và sẽ đau đầu để lựa chọn cầu thủ đá chính mùa tới. Ông cũng cho biết Declan Rice gặp vấn đề trong buổi tập và vắng mặt trong trận gặp Barca vì không muốn mạo hiểm, còn Oleksandr Zinchenko chấn thương cơ nhưng sẽ sớm trở lại. Ngày 2 tháng 8, Arsenal khép lại giai đoạn tiền mùa giải bằng trận gặp Monaco ở giải giao hữu thường niên Emirates Cup, rồi đấu Manchester City ở trận tranh siêu cấp Anh trên sân Wembley 4 ngày sau đó. Trong khi đó, Barca còn gặp Real Madrid 29 tháng 7 và AC Milan ngày 1 tháng 8 tại Mỹ.